Thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe Hôm nay mình trích bài viết này từ CNN và dịch sang tiếng Việt với đề tài về 6 quyết tâm trong năm mới bạn nên thực hiện để trở thành một du khách tốt hơn vào năm 2024 mình sống ở Na Uy hơn 40 năm nay lần cuối cùng mình về Việt Nam chơi 3 tuần trong 3 tuần đó mình đi từ miền Bắc ra miền Trung rồi đến miền Nam và cuối cùng mình ở 5 ngày tại đảo Phú Quốc. Mỗi quốc gia có mỗi vẻ đẹp khác nhau, vì khung cảnh hữu tình luôn đi đôi với văn hóa và ẩm thực. Bởi vì sự hài hòa đó cho ta sự nhìn nhận về mỗi địa thế với mỗi vẻ đẹp không giống nhau từ mỗi quốc gia. Thật khó tin, nhưng năm 2024 đang đến rất gần, cho nên mình cố gắng giữ bất kỳ quyết tâm nào trong năm mới, dù là một nhiệm vụ khó khăn đối với bất kỳ thời điểm nào nhưng đôi khi chúng ta đủ may mắn để tìm thấy những sản phẩm giúp chúng ta mọi việc riêng bản thân như tập thể dục nhiều hơn uống nhiều nước hơn và trở thành người ngăn nắp hơn trong năm mới này được thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều và cùng với một năm mới là một loạt các quyết tâm cho năm mới từ việc đến phòng tập thể dục nhiều hơn đến ăn ít đường hơn và đọc sách nhiều hơn năm mới là thời điểm hoàn hảo để thiết lập lại như tất cả chúng ta đều biết, những quyết tâm này có thể bị phá vỡ, nhưng ý nghĩa đằng sau việc thực hiện chúng ngay từ đầu là đúng đắn, một cách để xem xét các khía cạnh của cuộc sống và quyết định thực hiện một sự thay đổi để tốt đẹp hơn. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho du lịch và có lẽ nó thậm chí còn phù hợp hơn vào năm 2024. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay là một khách du lịch chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, thì bạn nên kiểm kê ở tất cả các chiến lược và quan điểm du lịch của cá nhân mình, đồng thời thực hiện các thay đổi chuyến du lịch vào năm 2024, và hơn thế nữa, trở nên liền mạch và bổ ích hơn bao giờ hết. Ngay cả khi bạn không có kế hoạch đi du lịch trong năm tới, vẫn có một số giải pháp bạn có thể thực hiện cho những năm tới. Dưới đây là một số giải pháp hàng đầu của chúng tôi mà bạn có thể thực hiện và duy trì một cách dễ dàng ngay lập tức nâng cao trải nghiệm du lịch của mình trong năm mới và hơn thế nữa. Kiểm tra lòng trung thành của hãng hàng không và khách sạn của bạn. Điều quan trọng nhất là bất kỳ khách du lịch nào, từ những người đi nghỉ không thường xuyên cho đến những chiến binh toàn diện, đều phải đăng ký tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của các hãng hàng không, khách sạn, công ty cho thuê ô tô, vân vân mà họ có thể sử dụng. Đối với những người ít bay thường xuyên, chỉ cần đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết miễn phí sẽ đảm bảo bạn có thể kiếm được điểm để đi du lịch miễn phí trong tương lai và đối với những người sống thực tế bạn sẽ có thể đạt được trạng thái ưu tú và tất cả các đặc quyền đi kèm với nó như nâng cấp và hỗ trợ ưu tiên đầu năm mới cũng là thời điểm tuyệt vời để kiểm tra xem bạn đang đứng ở đâu với các tài khoản khách hàng thân thiết khác nhau của mình Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra mọi tài khoản mà bạn có với các hãng hàng, chuỗi khách sạn, công ty cho thuê ô tô, vân vân, để đảm bảo rằng bạn có tài khoản đang hoạt động và bất kỳ điểm nào bạn có thể có hay không có nguy cơ hết hạn. Mỗi chương trình khách hàng thân thiết có các quy tắc và quy định riêng về việc hết hạn. Ví dụ, giảm American Airlines Advantage hết hạn sau 24 tháng khi không có hoạt động tài khoản. Trong khi đó, giảm delta skimin và united milagper không bao giờ hết hạn. cuối cùng bạn nên biết số giảm của mình hết hạn để chúng không bao giờ bị lãng phí. việc gia hạn số giảm sắp hết hạn thường đơn giản như chuyển một lượng giảm nhỏ từ thẻ tín dụng của bạn hoặc sử dụng một trong các đối tác của chương trình. tăng tốc trải nghiệm tại sân bay với cờ lìa. một trong những khía cạnh khó chịu nhất của du lịch là điều hướng sân bay. những hàng dài và đám đông lớn có thể gây thêm căng thẳng và thời gian không cần thiết cho những ngày đi du lịch và có thể bắt đầu bất kỳ chuyến đi nào một cách sai lầm. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện một số bước để giảm thiểu những bất tiện và căng thẳng này, và điều đầu tiên và quan trọng nhất là đăng ký cờ lìa. Đây là dịch vụ an ninh sân bay cấp tốc sử dụng sinh trắc học để xác minh danh tính của bạn và cho phép bạn bỏ qua hàng an ninh. Clear là một trong những dịch vụ yêu thích của chúng tôi và nếu bạn thường xuyên di chuyển qua bất kỳ sân bay nào nơi nó hoạt động thì đó là dịch vụ mà bạn chắc chắn sẽ muốn thêm vào kho du lịch của mình. Công cụ tiết kiệm thời gian này thường có giá 189 đô la Mỹ mỗi năm, nhưng có nhiều cách để có được tư cách thành viên với mức chiết khấu, hoặc thậm chí hoàn toàn miễn phí. Ví dụ, thẻ Platinum ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký của American Express. Hoàn trả cho các thành viên thẻ lên tới 189 đô la Mỹ mỗi năm để trang trải phí hàng năm của Clear, giúp bù đắp khoản phí hàng năm 695 đô la Mỹ của Amex Platinum xem mức giá và phí. Đăng ký Global Entry để việc nhập cư trở nên dễ dàng. Có rất ít tình huống trong chuyến du lịch khiến bạn khó chịu hơn việc hạ cánh về nhà sau một chuyến bay quốc tế dài và phải xếp hàng dài ở quầy hải quan khi nhập cư. Điều này có thể tốn thêm một lượng thời gian đáng kể và cả sự thất vọng cho bất kỳ ngày du lịch nào, đặc biệt khi về nhà là ưu tiên số một. Rất may, có một cách để tránh hoàn toàn kịch bản ác mộng này, đăng ký Global Entry. Chương trình này được hỗ trợ bởi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, CBP, cho phép nhập cảnh nhanh vào Hoa Kỳ đối với một số du khách đã đáp ứng các tiêu chí tham gia. Sau khi được chấp thuận, bạn có thể quên việc điền thủ tục giấy tờ hoặc xếp hàng dài để nói chuyện với nhân viên nhập cư. Chỉ cần ghé thăm ký út Global Entry chuyên dụng, làm theo lời nhắc trên màn hình và bạn sẽ nhận được pin like in sẵn để trao cho nhân viên trên đường ra khỏi sảnh đến. Chỉ vậy thôi. Nếu bạn thậm chí là khách du lịch quốc tế bán thường xuyên, Global Entry rất xứng đáng với khoản phí 100 đô la, giúp bạn có được 5 năm thành viên cũng như đăng ký vào chương trình TSA Project Check một chương trình an ninh sân bay cấp tốc riêng biệt cho phép bạn đi qua khu vực an ninh mà không cần tháo giày, đồ điện tử, chất lỏng, vân, vân. Nhiều thẻ tín dụng du lịch cao cấp, bao gồm thẻ bạc kim của American Express và Chase Sapphire Giser, cung cấp khoản tín dụng sao kê để trang trải chi phí đăng ký Global Entry. Thanh toán phí đăng ký bằng thẻ đủ điều kiện của bạn và khoản phí này sẽ được ghi có vào bảng sao kê của bạn, giúp bạn nhận được tư cách thành viên Global Entry và TSA Project miễn phí trong 5 năm. Đảm bảo quyền truy cập vào phòng chờ sân bay. Một phương pháp đã được thử nghiệm và thực tế khác để khiến bất kỳ chuyến đi nào đến sân bay trở nên thú vị hơn là ghé thăm phòng chờ sân bay. Thay vì tranh giành một chiếc ghế cứng ở khu vực cổng ồn ào và đông đúc, hãy dành thời gian trước chuyến bay để thư giãn thật phong cách, với đồ uống và bữa ăn miễn phí để thưởng thức. Ngày nay, Du khách có rất nhiều lựa chọn khi tiếp cận phòng chờ sân bay. Tất nhiên, có những phòng chờ do hãng hàng không mang thương hiệu và điều hành, nhưng gần đây đã có sự gia tăng nhanh chóng các phòng chờ sân bay mang thương hiệu nhà phát hành thẻ. Nổi tiếng nhất trong số này là phòng chờ Centurino của American Express, mặc dù các đối thủ như Capital One và Chase gần đây đã tham gia vào cuộc cạnh tranh. Cuối cùng. Có những phòng chờ do các nhóm bên thứ ba điều hành có thể truy cập được thông qua các chương trình thành viên phòng chờ như Psyogity Pass. Có rất nhiều cách để có được quyền sử dụng phòng chờ ở sân bay, nhưng cách dễ nhất là có thể tín dụng phù hợp. Nhiều thẻ du lịch cao cấp cung cấp quyền truy cập miễn phí như một lợi ích khi giữ thẻ. Ví dụ, Thẻ Amex Platinum cấp cho chủ thể quyền truy cập vào danh mục mở rộng của nhà phát hành gồm phòng chờ Centurino cũng như câu lạc bộ Sky của Delta khi bạn bay cùng hãng hàng không. Mặt khác, Chase Sapphire Giser ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký cung cấp cho chủ thể tư cách thành viên miễn phí trong mạng lưới Priority Pass, nơi có hơn 1.300 phòng chờ trên toàn thế giới. Giữ môi trường trong tâm trí chúng ta đang sống trong thời kỳ khí hậu có sự thay đổi chưa từng có và với tư cách là khách du lịch chúng ta có trách nhiệm chăm sóc những địa điểm chúng ta ghé thăm và tác động thông qua hoạt động du lịch của mình có rất nhiều cách để giảm lượng khí thải carbon khi chúng ta đi du lịch từ việc chọn các hãng hàng không sử dụng nhiên liệu sinh học bền vững để cung cấp năng lượng cho máy bay phản lực đến đi tàu cao tốc thay vì máy bay nếu có thể và lưu trú tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng lấy tính bền vững làm trọng tâm sứ mệnh của họ. Khi nói đến việc mua thiết bị du lịch cho chuyến đi tiếp theo của bạn, hãy ưu tiên mua từ các công ty nỗ lực đặt tính bền vững lên hàng đầu. Pajavell là một trong những thương hiệu du lịch yêu thích của chúng tôi vì lý do này. Bạn cũng có thể cố gắng tạo ra càng ít rác thải nhựa càng tốt khi đi du lịch, tiết kiệm nước và chọn các hoạt động có tác động tối thiểu đến môi trường, chẳng hạn như đi bộ đường dài hoặc đi xe đạp. Ngay cả với những thay đổi nhỏ thân thiện với môi trường đối với thói quen du lịch của chúng ta chúng ta có thể bắt đầu tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên hành tinh của chúng ta đi đến vài địa điểm mới không có gì giống như khám phá một địa điểm mới lần đầu tiên cảm giác hồi hộp khi trải nghiệm những cảnh tượng âm thanh và mùi vị mới lần đầu tiên là một cảm giác không dễ gì có được và du lịch đến những địa điểm mới sẽ mở rộng tầm mắt và trái tim của chúng ta để tiếp cận những nền văn hóa mới, những con người mới và có lẽ thậm chí là một cách nhìn hoàn toàn mới về thế giới. Du lịch mở rộng thế giới quan của chúng ta và làm phong phú thêm con người chúng ta, vì vậy hãy dọn dẹp danh sách nhóm du lịch của bạn và chọn một địa điểm mà bạn chưa từng đến. Mình rất vui khi các bạn đã lắng nghe một phần bài trích giải từ CNN. Bài đọc tạm dừng nơi đây mình hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp mình thân chào mcdonald's vlog